Video này tôi mất 3 tháng để sản xuất, với tổng thời lượng 2 tiếng đồng hồ, từ con số 0, video sẽ giới thiệu nguyên lý của phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát và đưa bạn khám phá cách thức hoạt động, cũng như tình hình phát triển hiện tại của 6 công nghệ nhiệt hạch có kiểm soát chủ đạo trên thế giới ngày nay. Giam giữ bằng từ trường, giam giữ quán tính, si pin, mục tiêu từ hóa, chủ ion va chạm và cả phản ứng tổng hợp lạnh, liệu nguồn năng lượng vô hạn và bước nhảy vọt của nền văn minh, còn xa chúng ta bao nhiêu, xem sóng bạn sẽ có câu trả lời của riêng mình. Vạn vật được tạo thành từ nguyên tử và cấu thành nên nguyên tử là các hạt cơ bản, bao gồm pozotan, nuchan, electron và một đống hạt hạ nguyên tử khác mà đến các nhà vật lý cũng chẳng thể nhớ hết tên. Nguyên tử bao gồm hạt nhân nguyên tử và các electron quay quanh nó, còn hạt nhân nguyên tử thì chủ yếu bao gồm các pozotan và nuchan. Số lượng pozotan trong hạt nhân Quyết định nguyên tử đó thuộc về nguyên tố nào ở cấp độ vĩ mô? Một proton tan là hydro dầu hai proton tan là helium, ba proton tan là lithium, bốn proton tan là bạn tự tra tiếp nhé. Cái gọi là phản ứng hạt nhân, thực ra chính là phản ứng giữa các hạt nhân nguyên tử. Nói cách khác, là quá trình phân tách hoặc kết hợp của các hạt nhân. Hạt nhân lớn phân tách thành hạt nhân nhỏ, gọi là phản ứng phân hạch. Hạt nhân nhỏ kết hợp thành hạt nhân lớn, gọi là phản ứng tổng hợp hạt nhân. Bạn cũng thấy đấy, các hạt nhân khác nhau về số lượng hạt cơ bản, nhưng về bản chất thì không khác biệt quá nhiều. Vì vậy, phản ứng hạt nhân thực ra đơn giản như phép cộng trừ tiểu học. Ví dụ, hai hạt nhân nguyên tử hạt đờ dấu kết hợp với nhau, một cộng một bằng hai, tạo thành một hạt nhân có hai pozotan. Chẳng phải đó chính là hạt nhân của nguyên tử helium sao? Đây chính là quá trình tổng hợp hạt nhân, nếu video kết thúc tại đây thì tôi chắc chắn sẽ bị các bạn ném gạch mất nên chúng ta tiếp tục nhé. Phản ứng hạt nhân trông thì giống phép cộng trừ, 1 cộng 1 bằng 2, nhưng nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy có gì đó sai sai, hai vế của dấu bằng thực ra lại không bằng nhau. Chúng ta cùng thử tính thật xem sao, lấy ví dụ điển hình nhất, phản ứng giữa đô tì diêm và chi tiêm, đô tì diêm và chi tiêm là gì? thực ra chúng cũng là H đơ dâu nhưng gọi chuyên môn hơn thì là các đồng vị của H đơ dâu hồi nãy chúng ta nói rồi nguyên tử có một proton dầu trong hạt nhân thì là H đơ dâu nhưng chúng ta chưa nói đến số nuchan nếu hạt nhân ngoài một proton dầu còn có thêm một nuchan thì đó là ti còn nếu có thêm hai nuchan thì là chi tiêm Hiểu đơn giản, diêm là phiên bản mập hơn của hạt dâu, còn chi tiêm thì mập hơn nữa. Giờ nếu một hạt nhân diêm và một hạt nhân chi tiêm đâm vào nhau, chúng sẽ hợp lại thành một hạt nhân helium. Hạt nhân helium có hai proton và hai neutron, nhưng khoan đã, lúc này ta có tổng ba neutron, giờ helium chỉ có hai, vậy một neutron còn lại đâu? À, neutron đó không thích ở chung nên tự lăn ra ngoài. Vậy nên phương trình phản ứng là một deuterium cộng một chi tiêm tạo ra một helium cộng một neutron xét về số lượng pozotan, 1 cộng 1 bằng 2 nên ok, neutron, 1 cộng 2 bằng 3, 2 nằm trong helium, một lẻ ra ngoài nên cũng ok, nhìn sơ thì không có gì sai nhưng giờ ta nhìn sang khối lượng và đây mới là chỗ đỡ ra mà bắt đầu. Khối lượng của một hạt nhân Dutizium, 3345 nhân 10 mũ trừ 27 kg, khối lượng của một hạt nhân chi tiêm, 5010 nhân 10 mũ trừ 27 kg, tổng bên trái, 3345 cộng 5010 bằng 8355 nhân 10 mũ trừ 27 kg, còn bên phải,

324, ơ kìa, tự nhiên biến mất 0,03 phẩy không một nhân mười mũ trừ hai mươi bảy kg khối lượng đó đi đâu mất rồi ăn sờ tan nói với chúng ta rằng khối lượng đó đã biến thành năng lượng đúng vậy ăn sờ tan đã nói khối lượng và năng lượng có thể chuyển đổi qua lại và ông còn đưa ra một quan hệ nổi tiếng giữa hai đại lượng này đó chính là phương trình nổi danh khắp thế giới y bằng em nhân si bình phương y là năng lượng em là khối lượng si là tốc độ ánh sáng Ai cũng biết, ánh sáng chạy khoảng 300.000 km mỗi giây, nên khi lấy bình phương lên thì con số thật khủng khiếp, chúng ta tính thử sẽ thấy. Khối lượng 0,031 nhân 10 mũ trừ 27 kg sau khi chuyển hóa thành năng lượng, sẽ cho ra 17,6 mega electron volt tức 17,6 triệu electron volt trong tài liệu chuyên ngành thường viết là MeV. Để tránh gây khó hiểu, mình giải thích sơ, electron volt là đơn vị năng lượng, tức là động năng mà một electron nhận được khi chạy qua hiệu điện thế 1 vô. Vậy 17,6 MeV nghĩa là một electron được bơm năng lượng tương đương với việc đi qua 17,6 triệu vô. Nói ngắn gọn, với thế giới vi mô, đây là một năng lượng cực lớn và nếu rất nhiều phản ứng như vậy xảy ra đồng thời thì tổng năng lượng phát ra sẽ vô cùng khủng khiếp. Ví dụ, chỉ cần 2 gam diêm và 3 gam chi tiêm tham gia phản ứng nhiệt hạch hoàn toàn, lượng năng lượng giải phóng ra sẽ tương đương với 470.000 kWh điện. Giả sử nhà bạn mỗi năm tiêu thụ khoảng 1.000 kWh điện, thì chừng đó năng lượng đủ dùng cho 470 năm, quá đủ xài rồi chứ còn gì nữa. Nhân tiện nói thêm một chút, trên thực tế ngay cả những phản ứng hóa học quen thuộc của chúng ta cũng có tổn thất khối lượng chỉ là sự mất mát này nhỏ đến mức cực kỳ bé gần như có thể bỏ qua vì vậy trong hóa học chúng ta mới giả định rằng khối lượng được bảo toàn rồi, bây giờ chúng ta đã biết, khối lượng có thể chuyển hóa thành năng lượng, mà phản ứng hạt nhân thì luôn có thay đổi khối lượng, nên chỉ cần tìm ra phản ứng nào là mất khối lượng, ta có thể lấy được năng lượng từ đó. Cuối cùng, chúng ta nhận ra, khi các hạt nhân nhẹ kết hợp lại thành hạt nhân nặng hơn, sẽ xảy ra mất khối lượng. Đây chính là cơ sở năng lượng của phản ứng nhiệt hạch. Dựa trên đó, con người chế tạo ra bom nhiệt hạch, tức bom hạt đau dâu, khi một hạt nhân nặng phân giã thành các hạt nhân nhỏ hơn, cũng xảy ra mất khối lượng. Đây là cơ sở năng lượng của phản ứng phân hạch. Dựa trên đó, ta chế tạo ra bom nguyên tử và các nhà máy điện hạt nhân. Đến đây chắc bạn sẽ thắc mắc, kỳ vậy ta, cũng là phản ứng hạt nhân mà, sao phân hạch thì đã phát điện bao nhiêu năm rồi, còn nhiệt hạch thì, lúc nào cũng nghe nói, vẫn còn 50 năm nữa mới xong. Đó là bởi vì, chia tay thì dễ, chứ nắm tay mới khó, chia tay chỉ cần, một người thứ ba, nhưng muốn nắm tay thì, không được sớm quá, không được muộn quá, phụ huynh hai bên phải gật đầu đồng ý. À không, nói nghiêm túc, phân hạch thì cực kỳ dễ chỉ cần một nút chăn còn nhiệt hạch thì cực kỳ khó phải vượt qua đủ loại rào cản hai hạt nhân mới có thể tiến lại gần nhau chúng ta đã biết hạt nhân nguyên tử là một đống bozo tan và nu chân tụ lại với nhau nhưng bozo tan đều mang điện dương mà điện tích cùng dấu thì đẩy nhau vậy theo lý thuyết hai bozo tan chẳng thể nào dính vào nhau được thế là lực nào đã ép chúng tụ lại thành một hạt nhân cần một thứ có thể đánh bại được lực điện từ đúng vậy chính là cái lực gắn kết các phân tử của giọt nước trong tam thể một trong bốn lực cơ bản của vũ trụ lực hạt nhân mạnh nó thực sự quá bá đạo mạnh hơn lực điện từ hơn 100 lần mà bạn nên biết tất cả vật chất bình thường quanh ta từ nguyên tử, phân tử đến cả bàn phím bạn đang gõ đều được giữ lại với nhau bằng lực điện tử, vì thế nên vật chất thông thường của chúng ta mới trở nên yếu ớt trước giọt nước trong tam thể như vậy. Tất nhiên, vật liệu tạo ra giọt nước trong chuyện khoa học viễn tưởng không thể tồn tại trong thế giới thực, bởi vì phạm vi tác động của lực hạt nhân mạnh là rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có tác dụng trong phạm vi của một hạt nhân nguyên tử. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta hầu như không cảm nhận được lực hạt nhân mạnh, nhưng ở cấp độ hạt nhân, nó lại là ông trùng có thể đánh bại cả lực điện tử, chính nhờ nó, các proton vốn cùng điện tích và đẩy nhau mãnh liệt, lại có thể gắn kết với nu chân, cùng tạo thành một hạt nhân ổn định. Tuy nhiên, khi số lượng pozotan và nu càng nhiều, tức là nguyên tử càng nặng, thì việc giữ tất cả lại với nhau trở nên ngày càng khó khăn. Vì vậy, các nguyên tử nặng hơn, như yên 235 chẳng hạn, thường rất không ổn định. Chúng dễ bị rơi dụng một phần, và khi điều đó xảy ra, nguyên tử sẽ biến đổi thành một nguyên tố khác, quá trình này gọi là phóng xạ, còn phần bị bắn ra ngoài kia, chính là hạt phóng xạ, mặc dù quá trình phân giã tự nhiên này cũng giải phóng năng lượng, nhưng vì nó xảy ra rất hiếm, nên lượng năng lượng tỏa ra cũng rất ít. Nhưng, nếu ta chọc ngoài nó một chút từ bên ngoài thì sao? Chuyện bắt đầu thú vị rồi đấy. Ví dụ như, bắn vào nó một hạt nu chăn. Hạt nu chăn không mang điện, nên không bị lực điện từ đẩy ra ngoài. Nó có thể dễ dàng lao thẳng vào hạt nhân nguyên tử. Hạt nhân vốn đã bất ổn, giờ bị đâm thêm một cú. Thế là nó vỡ tung, phân giã thành nhiều mảnh nhỏ hơn. Đồng thời một phần khối lượng lại tiếp tục biến thành năng lượng. Đây chính là cơ chế phát năng lượng của phản ứng phân hạch. Chưa hết, khi hạt nhân bị vỡ, nó lại tạo ra thêm vài hạt nô trần nữa, những hạt này lại đi tiếp, đâm vào các hạt nhân khác, khiến chúng cũng vỡ, và mỗi lần vỡ lại tạo thêm nô và năng lượng lớn hơn, một chuỗi phản ứng lan rộng như domino, hiệu ứng này siêu hiệu quả. Giống như khi bạn chơi game, xả một chiêu cuối anti vào một con quái, nó gục xuống, rơi ra một đống đồ, lại còn kích hoạt thêm vài chiêu cuối nữa, tự động đánh gục thêm mấy con khác. Bạn thì sao? Chả cần làm gì cả, chỉ cần đi đằng sau nhận đồ là xong, vì thế, tạo ra phản ứng hạt nhân phân hạch thật ra rất dễ, bạn chỉ cần một hạt neutron, còn lại, hạt nhân sẽ tự xử lý phân việc của nó, toàn bộ quá trình này gọi là phản ứng dây chuyền, thậm chí, bạn chẳng cần phải chủ động bắn neutron vào, bởi vì những nguyên tố như U-235 trong quá trình phân rã, đã tự động phóng ra neutron, vậy tại sao ngoài tự nhiên không liên tục xảy ra các vụ nổ hạt nhân, bí mật nằm ở chỗ, U-235 trong tự nhiên quá loãng, độ tinh khiết quá thấp đến mức các nutran được tạo ra gần như không thể chạm vào hạt nhân khác kết quả là không thể tạo ra phản ứng dây chuyển và vì thế không có vụ nổ nào xảy ra cả nhưng nếu chúng ta tinh chế uranium 235 khi đạt tới một khối lượng nhất định thì chỉ cần nutran từ quá trình phân giã tự nhiên cũng đủ để kích hoạt phản ứng dây chuyền khối lượng đó được gọi là khối lượng tới hạn trong điều kiện tự nhiên, khối lượng tới hạn của mươi 235 là khoảng 48 kg, nghĩa là nếu bạn chất khoảng hơn 50 kg mươi 235 lại với nhau, nó có thể tự nổ mà không cần ai kích hoạt, còn nếu bạn bọc xung quanh bằng một lớp phản xạ nu không cho nu bay mất quá nhanh thì chỉ cần khoảng 15 kg là đủ để gây nổ. Nói cách khác, chỉ cần một khối yên niêm 235 to bằng của dưa gang là bạn đã có thể tạo ra một quả bom nguyên tử và bởi vì phản ứng phân hạch quả dễ xảy ra việc của chúng ta chỉ còn là kiểm soát tốc độ của nó mà thôi điều khiến phản ứng phân hạch tăng tốc chính là sự gia tăng theo các số nhân của số lượng nu Vì vậy, vấn đề cốt lõi nằm ở việc kiểm soát số nu Nếu không kiểm soát, phản ứng sẽ bùng phát không kiểm soát như bom nguyên tử. Nhưng nếu ta dùng vật liệu khác hấp thụ bớt nu chăn, ngăn không cho số lượng nu chăn tăng theo cấp số nhân, thì phản ứng phân hạch sẽ diễn ra một cách ổn định có kiểm soát. Và đó chính là cách mà các nhà máy điện hạt nhân vận hành. Dựa vào nguyên lý này, loài người đã sớm thuần hóa năng lượng phân hạch để phục vụ hòa bình. Tuy nhiên, phản ứng nhiệt hạch thì không đơn giản như vậy, muốn ép hai hạt nhân lại thành một hạt nhân duy nhất Trước hết phải hỏi ý kiến phụ huynh hai bên, à không, phải xem lực điện tử có cho phép không. Như đã nói, lực ép các hạt nhân lại với nhau là lực hạt mạnh. Nhưng vấn đề là, lực này chỉ hoạt động trong phạm vi cực kỳ nhỏ để đạt được khoảng cách mà lực hạt mạnh có thể phát huy tác dụng. Trước tiên phải vượt qua lực đẩy điện tử, vì các hạt nhân đều mang điện dương, cùng dấu thì đẩy nhau, chưa kịp chạm đã bị hất văng ra xa rồi để dễ hiểu điều này bạn có thể tưởng tượng như sau trong một căn phòng bạn và một cô gái đều đang mặc một chiếc phao bơi khổng lồ hình vòng tròn bạn muốn đến gần và nắm tay cô ấy nhưng tay hai người chưa kịp chạm vào nhau thì đã bị phao đầy bật ra rồi làm thế nào để vượt qua lực đẩy từ cái phao và nắm tay được cô gái đây có hai cách thứ nhất Hai người cùng chạy thật nhanh về phía nhau, vì tốc độ đủ lớn, hai chiếc phao có thể bị ép dẹp lại trong khoảnh khắc, và hai bạn có thể chạm được vào tay nhau, mà đã nắm được rồi thì đừng buông ra nhé. Thứ hai, cho thêm nhiều người vào phòng, nhưng ai từng chen trúc trên tàu điện ngầm chắc hiểu cảm giác này, khi căn phòng quá đông, cuối cùng thể nào cũng có người bị ép dính vào nhau thôi. Phản ứng nhiệt hạch cũng tương tự như vậy, để vượt qua lực đẩy điện từ giữa các hạt nhân, chúng ta hoặc phải tăng tốc độ chuyển động của các hạt nhân, hoặc tăng áp suất, hoặc cả hai cùng lúc bạn biết đấy chuyển động hỗn loạn của các hạt vi mô nếu nhìn từ góc độ vĩ mô chính là nhiệt độ Vậy nên, tăng tốc độ của các hạt nhân tức là tăng nhiệt độ. Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao, các hạt nhân mới có thể vượt qua lực đẩy điện từ, tiến lại đủ gần để lực hạt nhân mạnh có thể phát huy tác dụng, đó chính là lúc hai bàn tay à nhầm, hai hạt nhân cuối cùng chạm được vào nhau. Một khi đã vào được vùng ảnh hưởng của lực hạt nhân mạnh, thì lực đẩy điện từ nhỏ bé kia chẳng còn là vấn đề, lực hạt nhân mạnh sẽ ngay lập tức kéo hai hạt lại gần, kết hợp thành một hạt nhân mới, đồng thời giải phóng ra một lượng năng lượng khổng lồ và đó chính là cách phản ứng nhiệt hạch ra đời dễ thấy rằng để phản ứng nhiệt hạch xảy ra điều then chốt nhất chính là nhiệt độ và áp suất cực cao mặt trời của chúng ta thực hiện phản ứng nhiệt hạch liên tục mỗi giây là nhờ phần lõi có nhiệt độ và áp suất cực lớn chính tự nhiên đã tạo ra đầy đủ điều kiện để phản ứng diễn ra còn bom hạt đau dâu cũng có thể tạo ra phản ứng nhiệt hạch là nhờ bên trong nó có chứa một quả bom nguyên tử khi bom nguyên tử phát nổ nó tạo ra nhiệt độ và áp suất cực cao từ đó kích hoạt phản ứng nhiệt hạch nhưng nếu chúng ta muốn khai thác nhiệt hạch cho mục đích hòa bình thì sao câu trả lời là phải tìm cách tăng nhiệt độ và áp suất bằng nhân tạo Đầu tiên, hãy giảm độ khó một chút, như đã nói, các hạt nhân chỉ khi tiến lại đủ gần nhau mới có thể lọt vào phạm vi ảnh hưởng của lực hạt nhân mạnh. Phạm vi này gọi là mặt cắt phản ứng nhiệt hạch, giống như vòng tròn mà bạn vẽ ra khi quay tay một vòng, hai hạt nhân phải tiến vào trong vòng tròn đó mới có khả năng nắm tay nhau, tức là kết hợp. Vậy nếu mục tiêu là để bạn nắm tay được cô gái, thì sao không tìm một cô tay dài hơn nhỉ? Câu trả lời, quá chuẩn. Cuối cùng, ta phát hiện ra rằng, nguyên tử hạt dâu bình thường, chỉ có một bơ dâu tan, là kiểu tay ngắn, đu ti diêm và chi tiêm, tức là các đồng vị của hạt nơ dâu có thêm một hoặc hai nu thì có tay dài hơn, tức diện tích mặt cắt lớn hơn, dễ kết hợp hơn. Vậy nên, thay vì học theo cách của mặt trời, ta nên chơi chiều dễ hơn trước bắt đầu với phản ứng nhiệt hạch giữa deuterium và tiêm, Đây là loại phản ứng dễ thực hiện nhất hiện nay và đó là lý do các nước đều đang dồn sức nghiên cứu DT fusion. Nhưng có tay dài vẫn chưa đủ vì chiếc phao bơi hình tròn mà bạn đang đeo nó quá to nên nếu muốn vượt qua lực đẩy điện tử thì bạn vẫn cần đủ nhiều động năng, tức là các hạt nhân phải chuyển động đủ nhanh. Vậy cần nhanh đến mức nào? Câu trả lời: 288 kilo electron volt tương đương khoảng 3 tỷ độ Kelvin. Nói cách khác, nếu không tính đến áp suất mà chỉ dựa vào nhiệt độ, ta cần đạt tới khoảng 3 tỷ độ. Mới có thể kích hoạt phản ứng nhiệt hạch Ôi rơi ơi, con số này gấp 200 lần nhiệt độ lõi của mặt trời Vậy thì làm sao mà tạo nổi cái thứ kinh hoàng đó đây Chẳng phải trước đó ta nói phải tới 3 tỷ độ mới đủ sao Đó có phải là lý do khiến nhiệt hạch mãi mãi cách chúng ta 50 năm Không phải đâu Lý do là vì phép tính trước đó chưa tính đến hiệu ứng lượng tử Vâng, khi ta nói đến cấp độ hạt nhân Thì đây chính là sân chơi của cơ học lượng tử Và hiệu ứng lượng tử đóng vai trò vô cùng quan trọng trong toàn bộ quá trình Ví dụ ống đường hầm lượng tử nó cho phép hai hạt nhân có xác suất vượt qua rào cản điện tử và xuất hiện ngay trong vùng mặt các phản ứng nhiệt hạch mà không còn thực sự chạm vào nhau theo cách cổ điển để dễ hình dung thử tưởng tượng bạn và cô gái vẫn đang ở trong căn phòng đó cả hai liên tục dịch chuyển tức thời phần lớn thời gian mỗi người vẫn xuất hiện gần vị trí ban đầu rất xa nhau nhưng với xác suất rất nhỏ cả hai có thể cùng lúc xuất hiện ở vị trí cực kỳ gần gần đến mức có thể nắm tay nhau luôn và điều đó tương đương với việc vượt qua lực đẩy của chiếc phao khí cầu mà không cần va chạm và nhờ cơ chế gian lận lượng tử này nhiệt độ cần thiết không cần cao tới 3 tỷ độ nữa chỉ khoảng 100 triệu độ là đủ một khi nhiệt độ đạt mức này các nguyên tử đút y diêm và chi tiêm chuyển động nhanh sẽ có xác suất va vào nhau từ đó kích hoạt phản ứng nhiệt hạch khi phản ứng xảy ra sẽ sinh ra hai loại hạt một hạt nhân heli và một nút chăn, năng lượng sinh ra từ phản ứng, sẽ được hai hạt này mang đi dưới dạng động năng. Theo nguyên lý bảo toàn động lượng, lưu trăn nhẹ hơn nên mang theo phần lớn năng lượng, khoảng 14,1 mega electron volt, còn hạt nhân heli mang phần còn lại, khoảng 3,5 mega electron volt. Tuy lưu trăn không mang điện, nên khó khai thác năng lượng trực tiếp từ nó, nhưng nó vẫn có những ứng dụng khác. Vậy nên, ta tập trung vào hạt nhân heli, 3,5 mega electron volt, tương đương với khoảng 35 tỷ độ Kelvin. Dĩ nhiên, không phải vì vậy, mà nhiệt độ phản ứng sẽ phải đạt tới 35 tỷ độ, mà con số này cho ta thấy, năng lượng do nhiệt hạch tạo ra là khủng khiếp cỡ nào. Trong phản ứng mật độ của hạt nhân heli rất thấp, nên nhiệt độ thực tế của hệ thống thường thấp hơn rất nhiều so với con số đã tính, nhưng điều này cho chúng ta biết một điều quan trọng, nếu có thể tái sử dụng phần năng lượng này một cách tuần hoàn, chúng ta không chỉ dễ dàng duy trì được nhiệt độ phản ứng, mà còn dư ra một lượng lớn năng lượng để phát điện. Nói cách khác, nếu ban đầu chúng ta cung cấp đủ năng lượng để làm cho nhiên liệu đạt đến mức nhiệt độ cần thiết và kích hoạt phản ứng nhiệt hạch thì sau khi ngừng cấp thêm năng lượng chỉ cần duy trì nhiệt độ đó trong một khoảng thời gian nhất định phản ứng nhiệt hạch sẽ bắt đầu tự duy trì nhiệt độ của chính nó và tiếp tục diễn ra mà không cần tiếp năng lượng từ bên ngoài đây chính là khái niệm cháy tự duy trì tuy nhiên để đạt đến trạng thái cháy tự duy trì trước thời điểm đó chúng ta phải có đủ khả năng giữ nhiên liệu ở nhiệt độ cần thiết khoảng thời gian mà ta có thể giữ nhiên liệu ở mức nhiệt độ cao ấy được gọi là thời gian giam giữ chỉ khi thời gian giam giữ lớn hơn thời gian cần thiết để đạt tự cháy chúng ta mới có thể hiện thực hóa phản ứng nhiệt hạch tự duy trì Bây giờ bạn có thể hiểu đại khái rằng để phản ứng nhiệt hạch có thể tự cháy tiếp, chúng ta cần nhiệt độ đủ cao, áp suất đủ lớn và thời gian giam giữ đủ dài, nhiệt độ càng cao thì yêu cầu về áp suất càng thấp, ngược lại, áp suất càng lớn thì nhiệt độ cần thiết có thể giảm xuống. Thời gian giam giữ thì liên quan chặt chẽ đến hai yếu tố trên, phản ứng càng dữ dội, năng lượng sinh ra càng nhiều thì khả năng đạt tới trạng thái tự cháy càng sớm, thời gian giam giữ yêu cầu cũng càng ngắn. Khi ta nhân ba yếu tố này lại với nhau, nhiệt độ, mật độ và thời gian giam giữ, ta có được một chỉ số gọi là tam tích trong kỹ thuật, người ta tìm giá trị tối thiểu của tam tích, chính là điều kiện mồi lửa dễ đạt nhất để phản ứng xảy ra, con số này rơi vào khoảng 2,6 x 10 mũ 21, Cụ thể hơn, nếu chúng ta đạt được nhiệt độ khoảng 160 triệu độ C và chỉ giữ được trong một giây, thì cần áp suất khoảng 8 phe để phản ứng có thể xảy ra. Nếu có thể tạo ra áp suất lớn hơn nữa, thì thời gian giam giữ cần thiết có thể giúp ngắn lại. Dựa trên điều đó, các phương pháp khác nhau đã chọn các cách tiếp cận khác nhau. Một từ trường giam giữ, do khó tạo được áp suất cao nên chọn cách tăng nhiệt độ và kéo dài thời gian giam giữ. Tuy nhiên, thời gian giam giữ năng lượng không dùng với thời gian hoạt động của plasma. Ví dụ, thiết bị EC của Trung Quốc đã giữ plasma ở 1,2 triệu độ trong 100 giây, nhưng thời gian giảm giữ năng lượng thực tế vẫn chưa đến 1 giây. Hai, Giam giữ quán tính. Vì thời gian giam giữ cực kỳ ngắn, nên phải tăng áp suất cực lớn. Về nguyên lý, nó giống với bom nhiệt hạch, chỉ khác là dùng lê sơ hoặc trung hạt. Thay vì bom nguyên tử, vậy có phải chúng ta sắp đạt đến nhiệt hạch có kiểm soát không? Câu trả lời là không xa nữa. Bởi vì trong 50 năm qua, chúng ta không ngừng thử nghiệm và giá trị tam tích đã tiến rất gần đến ngưỡng. Nếu lạc quan mà nói, thì từ bây giờ trở đi, khoảng trong vòng 20 năm nữa, khả năng hiện thực hóa phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát là hoàn toàn có thể tuy nhiên trong 20 năm đó vẫn còn rất rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết những thiết bị như ec thực chất mới chỉ đạt được việc giam giữ polatma ở nhiệt độ cao nói cách khác nó chứng minh được con người có khả năng giữ lửa chứ chưa thực sự tiến hành được phản ứng nhiệt hạch giữa dutaji và chi ti còn trong một lò phản ứng nhiệt hạch thật sự vẫn còn nhiều thách thức lớn ví dụ như vấn đề nhân chi ti vì chi ti khan hiếm và không thể mua ngoài chợ vấn đề thu hồi năng lượng hiệu quả để biến năng lượng hạt nhân thành điện vấn đề tiếp nhiên liệu và xử lý cho xỉ sau phản ứng phải liên tục mà không làm gián đoạn Vậy là phần 1 đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Làm video dài không hề dễ dàng, nên nếu thấy hay, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất để mình tiếp tục. Nếu muốn, bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua QR code trên màn hình. Mình rất trân trọng.